Xin chào tất cả mọi người đang xem video. Chào mừng mọi người trở lại video tiếp theo của mình. Sáng ngày hôm nay thì mình đi kiếm được mấy cân ốc núi. Anh nghe nói đây là loại đặc sản rất là nổi tiếng Tây Bắc. Đây là lần đầu tiên mình được ăn loại ốc này. Công đoạn đầu tiên là mình đã làm sạch này. Đây là đang ngâm với ớt. Đấy, ớt. Đây con ốc này thì có loại to loại bé. Đây con này là ốc vừa vừa thôi. Nhìn tương đối giống ốc sên. Bây giờ mình ngâm một lúc cho nó hết nhớt để anh em tiến hành làm món ốc nướng. Lần đầu được ăn món này cũng chưa biết làm thế nào. Chắc cũng giống các loại ốc khác này. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ốc nướng. Mùa này là tháng 4, tháng 5 đang mùa mưa nên ốc này ra rất nhiều, người ta bán rất nhiều. Mình cũng chẳng thời gian đi mua. Hôm nay là đi chẳng thời gian đi bắt, hôm nay đi mua. Mua về anh em nướng ăn xem. Chú ăn bây giờ chưa? Em chưa. À đấy, anh chưa. Thử xem là nghe nói con này trong con ốc nó ăn cây thuốc ấy. Nên có mùi thuốc bắc. Và rửa qua thôi nhưng mình nhìn thấy cũng hơi bẩn. Chắc là rửa sạch sạch tí. Đấy, gà còn ăn này. Đấy, nghe nói ốc này là trên rừng ăn cây thuốc ấy. Nghe trong cái phân của nó có mùi thuốc bắc cơ. Nó lại không phải là cái mùi hôi như cái ốc ở ao nhà mình. Hôm nay mình ăn thử xem như thế nào. Chắc là gia vị mình cũng làm giống như ốc bình thường thôi. Mình sẽ nướng lên sau đó mình chấm thôi. Thúi thật. Để trong tủ hôm qua hôm nay bỏ ra thúi thật. Đây là món rau thối. Đây. Thối lắm. Ăn xong ngửi người, dính người thối. Ngửi thì rất là thối nhưng mà ăn mấy lần là nghiện đấy. Nhất là cái này mà để cặn nó sau đó cho túi rác mà để nó hở ra ở nhà thì mùi ghê lắm. Làm xong rồi vứt đi ngay. Mùa đông có vẻ hơn, mùa hè hơi nóng. Trời ơi.
tê tay cơ. Đấy, sau khi anh em công đoạn làm sạch sơ qua thôi. Mình nghe nói là ốc này chúng ta chỉ làm sơ sơ thôi, nhưng mà sạch quá thì mất vị đấy. Vì trên rừng nó ăn cây thuốc mà, trong cơ thể nó là có cây thuốc ấy, mùi thuốc. Sạch quá thì nó lại ra hết cái chất đấy. Được chưa có như này nhỉ? Sạch rồi, anh ngâm sáng rồi. Sản này ăn đúng nguyên chất của nó. Đây chúng ta đã chuẩn bị được cái chậu than và một cái kẹp để nướng ốc. Ốc ngửa nó lên, ngửa cái mồm lên. Đấy, ngửa mồm lên. Phải từ từ cho nó khô, cái này nó nhớt. Nghe nói là nó nhớt. Nhưng mà đun lên nhớt lắm. Không nhiều lắm, trên rừng đá núi đá nhiều lắm, nhặt tối mấy chục cân. Đoạn này tối nó mới ra hay sao ấy, thấy người ta đi soi tối mà bán bao tải mà nằm trên núi đá mà. Khu mình thì ít núi đá nên ít có, còn khu dưới kia nó nhiều núi. Ở đây con này đang thò đầu này, nóng quá. Than vừa nãy là anh mua mới, anh mua ở chợ nó mới. Những con ốc núi béo ngậy nhỉ, to nhỉ. Anh chân. Đấy, hôm nay mình làm nước chấm thì giống như ăn ốc bình thường thôi. Gồm có gừng, sả, ớt, chanh, đường, nước mắm. Mấy quả nhỉ? Đây còn. Đây, mình sẽ phải cho chú chú 2-3 quả. Thò đầu ra bò đi đây này, nhanh lắm, chạy nhanh lắm, lại xói đất lúc bò hết rồi mà. Đấy, đây này, đang định bò đi này. Rồi, chú gặp ra đi. Chờ đợi mọi người sắp xếp hết đồ, gấp ra mới lắm. Đây con ốc là bây giờ đã chín và khô rồi. Thế tiến hành bỏ ốc ra để cho lên mâm thôi. Đấy, những con ốc đã chín rất khô. Dòng hết nhớt. Thơm hết nhỉ? Thơm. Đây mình chưa cho gia vị nhưng mà cũng thơm đấy. Chứng tỏ ốc này nó ăn cây thuốc đấy. Thơm đấy. Mình nghe thấy đâu thì chưa biết được. Thế nó bảo ăn cây thuốc trên rừng. Nên khi người ta làm người ta không rửa sạch đâu, mình sạch quá. Mình lần đầu ăn nên không biết làm. Mình nướng không vậy. Thơm đấy. Hai cân mà ăn nhiều quá lại ngán, thử không biết ăn thì mua nhiều quá. Sau khi mình đã nướng xong rồi, bây giờ bỏ ra mâm thử cho ngửi nè. Cũng là tương đối nó khác với ốc biêu của mình,
Nguyên mình có mùi bùn nhưng con này nó có vẻ mùi khác khác. Nó thơm thơm. Con to này nó như kiểu chết thì sao không thấy thò đầu ra. Hôm nay mình ăn thử một con thôi mà. Lần đầu tiên ăn cái loại ốc núi này. Không có gì chọc à. Lấy tay thử mà. Ui cái này lấy tay được mà. Nhưng mà nó lấy được cả thân nó ra cái đây, lấy được một cái đầu. Vót cái que anh ạ. Ô đây mình lấy được cái này, nó thò ra cái đầu đó. Anh ăn thử xem. Để sau đây thử miếng xem nào. Ngon không anh? Dài. Dài thơm thơm, mùi thơm không mùi bùn không? Nhưng mà nướng này không nhớt thật. Nướng này khô kiểu thịt nướng ấy. Anh thử con nữa xem. Không ăn con đâu. Anh thử em. Hết đĩa này đi. Đợi anh em. Đợi anh em ăn thử giả vờ, ăn cứ giả vờ ăn thử đi hết đĩa này. Con này to nhưng mà nó thằng con to thì trong vẫn còn đấy. Đây là ông bạn này lần đầu tiên được ăn loại ốc này, thử con là mỗi người thử con trước á. Bởi vì mình chưa được ăn ốc này bao giờ. Từ bé giờ mới được ăn đấy. Thử nào. Ngon đấy. Là lạ nhỉ. Cái mùi nó là lạ nhỉ. Không cái mùi anh ơi, là lạ. Kỹ kia quá. Không kỹ tí nó đỡ nhớt, anh nhớt cái gì lắm. Thích cái bưởi mẻ sau nướng vừa thôi. Thích cái mẻ sau nướng vừa thôi, cho nó chín phát nào ăn luôn thôi. Em mình nướng mẻ đầu tiên thì mình không biết nướng, mình nướng kỹ tí. Mẻ thứ hai kia. Tí cho nó nhớt chú ăn xem ăn được không? Anh không ăn được nhớt được. Anh không ăn được nhớt được. Được đấy. Xong món này đang thử thôi. Để anh em mình vừa thử một con thôi. Mùi thơm thơm nó không tanh nữa đâu. Chúng đây là đặc sản. Hay đấy. Bán bàn nó ngắn hơn cái bàn kia. Thôi xin mời tất cả mọi người. Anh em dừng video đây ăn thôi. Tập trung ăn này, cảm nhận được cái hương vị nó nhỉ. Ăn thử con, ăn thử con nào. Đây mày lấy con ăn thử bác xem nào. Đây cái đấy dứt cái đấy ra. Ăn thử con bác xem nào. Ơ đấy chấm chấm chấm. Ăn thử con bác xem. Có bia. Có bia đâu. Xem nào. Ngon không? Ngon không? Thơm không? Thơm đấy nhỉ. Ở đây. Trang ngồi xuống đi Trang. Chung ốc này tương đối là ngon nhỉ. Tuy mình nướng không có gia vị gì cả, nướng mà không. Nói chung là nếu biết làm mà đủ gia vị thì ngon đấy. Rồi xin mời tất cả anh em.